Dạ em chào chú Quyền Linh, em chào chị Nam Thơ và chào các vị khán giả có mặt tại đây. Mời bạn Nam. Rồi ngồi đi bạn. Rồi bây giờ nè, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ em tên là Phan Thị Ngọc Hạnh. À, em 25 tuổi, em đến từ Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Trước đây em là giáo viên mầm non và hiện tại thì tạm thời em đang ở nhà và chuẩn bị cho việc kinh doanh mới của mình tại nhà. Mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào, chào chị Nam Thư và dạ, chào bạn nữ bên kia và toàn thể khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên Đặng Trăng Toàn, em 25 tuổi, quê em ở Vĩnh Tâm. Hiện tại thì em đang là nhân viên IT, đang làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh. Được, dễ thương. À, ưu điểm và khuyết điểm của em nè. Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn ngon. Nhưng mà em chỉ làm được thức ăn như món rau xào hay là gì dời rau thôi. À, còn thịt cá là em ít ăn cho nên là em không có đụng tới, nhà thì mẹ làm. À, em thì yêu trẻ con, thích người lớn. Em có nhõng nhẽo không? Dạ em cũng hay nhõng nhẽo lắm. Trời, chị nghe giọng là thấy nhõng nhẽo rồi. Khuyết điểm của em là hút khuya, Facebook nhiều cũng như là hay sống ảo nữa. Hình trên Facebook và ở ngoài thì em khác nhau hoàn toàn, không giống trên Facebook. Trời ơi, ai gặp em cũng thấy bỡ ngỡ và hết hồn mà chạy đi hết. Xài, em xài app đó hả? Dạ đúng rồi. Tất cả các hình trên Facebook của anh Linh đều là app. Anh là xài app với app chảo luôn đó em. Rồi mời em trai. Ưu điểm của em là biết quan tâm người khác, giữ lời hứa, có trách nhiệm trong lời nói. Tốt. Còn khuyết điểm của em là ít nói, ngại tiếp xúc với đám đông. Có sống ảo không? Thi thoảng thôi anh, chứ cũng không sống ảo lắm. Có dùng app không? Dùng app thì tất nhiên phải dùng. Rồi mình nói chút xíu về tình trường của mình đi Toàn. Em có một mối tình thời lúc sinh viên. Còn em, bạn nữ Hạnh? Em thì trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất là lúc đó em mới vừa ra trường, mới tốt nghiệp, mới 18 tuổi thôi. Cũng có bạn trai kêu lập gia đình cùng anh ấy. Rồi về nhà thì anh ấy nuôi thôi, cho ở nhà ở không. Em thích đi làm cho nên là buộc phải chia tay anh ấy. Mối tình thứ hai của em á thì tối ngày chị 24/24, mỗi lần gặp em đi cà phê đâu đó thì anh đều gáy, đều chơi game. Mê game hơn mê em. Dạ. Em thích cái mẫu người đàn ông như thế nào? Cao 1m7 trở lên. Tại vì em là cao 1m57 rồi. Dưới 1m7 được không? Nói chung là mét cũng sáu mấy, gần 1m7 chứ hấp quá em cũng không thích lắm. Người đàn ông thì biết ăn bặn, đầu tóc gọn gàng, không hói, da thì vừa thôi không đen. Dạ em sợ nhất là hói. Tại thầy đi học là thầy hói là em không thích. Chào cô gái, mắt mới gì hói không thích. Em không biết anh, em nhìn dị ứng là sao á. Hói dị ứng hả? Không, anh Linh là hói ít. Thầy dạ, em giỏi không? Dạ dạ giỏi. Thầy dễ thương không? Dạ dễ thương. À, thấy không? Dạ, mấy người hói người ta dễ thương, chân tình, giỏi này kia sao không thích được. Dạ. Hói người ta có tài dễ sợ luôn vậy đó. Nhưng mà anh bên kia có bị hói không anh? Em cũng run sợ hôm qua anh ai. Run sợ hả? Dạ, không biết anh nó bị hói, răng anh có bị đen hay xiên sỏ. Trời ơi, bà này bà lo xa quá, làm gì có vụ bây giờ mà còn răng đen này nọ nữa. Hói là cố tình làm hói rồi sao? Cố tình cạo sát luôn rồi sao? Không, cạo sát cao đẹp thì chịu. Thôi được rồi, không có hỏi đâu cô. Dạ, dạ. Bây giờ cái mẫu người lý tưởng của em có không? Dạ có. Em hay coi Hàn Quốc nhiều nên em thích anh Lee Min Ho. Trời ơi. Anh này có không có Lee Min mà có Ho được không? Nói chứ này đẹp trai. Anh thấy nãy giờ đưa ra tiêu chuẩn thì em thấy được bao nhiêu phần trăm em trai? Em nghĩ chắc em cũng được có 20% thôi anh, 20% thôi anh. Nhiều. Vì em thấy cổ yêu cầu cao. Yêu cầu cao hả? Dạ. Chào em. Dạ. Yeah. Trời ơi, dễ thương nha. Không hói nha. Ừ. Nhiều tóc hơn anh Quyền Linh nha, yên tâm. Trước giờ mới yêu có một người hả? Dạ. Yeah. Cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là sao? Dạ, yeah, thì cao cũng trên 1m55 được rồi chị. Ừ. Tóc dài, răng không bị sâu răng. Ủa là ví dụ răng có ai sâu mà nhìn vô mà thấy liền đâu? Giờ dễ mà. Đúng rồi. Sâu răng thì đi làm răng 30 giây. Sâu răng thì mình dễ bị xa cách lắm chị. Mình dễ bị xa cách lắm chị. Em thích mẫu người thơm tho á chị. Ừ dạ, thơm dữ. Yên tâm nha. Dạ. Mình em giải quyết. Em có bị súng một cái răng anh. Nhưng mà tại mẹ em không cho làm răng, sợ bị nói chung là cắm một cái răng vô sợ bị ảnh hưởng đến não á, sợ bị chết cho nên là mẹ không cho làm. Rồi, được rồi, em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với ba của em. Có ba nữa ha.
Thôi chào bác. À, xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Xin chào MC Nam Thư. Dạ, chào bác. Xin chào tất cả khán giả trong đường quay. Tôi là phụ huynh của cháu Toàn. Nếu nhìn nhau mà cảm thấy có ấn tượng hay thiện cảm gì thì hai con nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Tôi nhìn thấy thì tôi thấy cũng được. Nếu mà hai đứa có đến được với nhau á, nó mà có con cái rồi á thì cứ đem về cho ông bà sẽ nuôi giùm cho. Trời ơi, sướng quá vậy nè. Hạnh hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bà ngoại, với cô, với hai bạn của em. À, dạ, dạ, con chào ngoại. Tôi thấy cháu tôi tìm hiểu bạn trai nó, tôi thấy này cũng được á. Nó có hói chút được không? À, hói sơ sơ không sao. Được á thì mình kết hợp nhau cho nó sống, để bà ngoại còn sống tìm hiểu được cháu mình, phải không? Yeah. Hai đứa hợp mà hai đứa xứng nữa. Ngoại muốn có cháu trai hay cháu gái? Trai gái gì cũng cháu mình hết. Nó đẻ nhiều nuôi nhiều à. Đẻ nhiều tốt. Nó nuôi không nổi tôi nuôi phụ cho. Hay quá. Hay quá. Bây giờ mình mở rào ra cho hai trẻ gặp mặt nha. Xin mời. Rồi đó, Toàn với Hạnh. Chào anh. Đây. Em chào anh. Có cái hoa tặng em. Em cảm ơn anh. Rồi, dạ. Đứng đó, đứng đó, hai đứa đứng kế đó. Kiểm tra răng đen, răng súng, răng gì đó, răng sâu gì. Coi cái vợ tóc nó có hói gì không? Coi cho kỹ nghe chưa? Dạ. Ôi anh mới tóc bạc kìa. Ừ. Dạ trước tuổi mà. Dạ nhậm lại nha. Dạ cho giống em nha. Ok. Hai bạn mình ngồi xuống nha. Hiện giờ em đang làm công việc gì? Trước đây em giáo viên mầm non, nhưng mà hiện tại em ở nhà. Em định sang lĩnh vực mới, kinh doanh tại nhà như mở quán trà sữa đó anh. Toàn anh có thể gặp em được mấy lần? Mấy lần cũng được anh, tại vì buổi tối em rảnh mà. À, dạ, anh không lên em được thì em chạy lên anh. À, được. Em để coi thì thích trai hay gái? Em thì con thích con gái đầu lòng hơn. Em thì thích đẻ nhiều con. Anh thì anh chỉ muốn một đứa thôi. Một đứa thì nhà buồn lắm anh, yeah. Ít nhất nhà phải có trai, có gái. Dạ. Em muốn bao nhiêu thì để bao nhiêu thôi. Dạ, quan trọng anh có nuôi nổi hay không đó. À, trời ơi, không, mình còn bà ngoại với lại ông nội đúng mà rồi. Trời ơi. Mình nuôi không nổi thì đem cho ông nội, bà nội nuôi. Trời ơi. Lo gì đâu mà. Bây giờ em gái hát bài nào đó tặng cho đúng đàn rồi. Trai cái đi. Hôm nay đến đây em tặng cho anh một bài hát về mầm non ha. Okay. Múa tặng anh bài. Thôi anh lên múa cùng em đi. Anh đâu biết múa. Anh biết hát bài múa cho mẹ xem không? Không biết nhưng mà múa đợi. Dạ múa cho em nha. Ờ. Dạ bàn tay ra. Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em đưa tay lên là bướm xinh bay múa. Khi em đưa tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng. Trên cành hồng. Rồi. Yeah. Yêu cầu bạn trai phải cao 1m7 trở lên đúng không? Yeah. Đúng rồi anh. Thấp hơn. Nhưng mình chứng minh cho bạn gái là mình khỏe đi. Bây giờ thì tay của tay em cũng hơi đau. Em cũng có thể tập tạ thôi, nhưng mà tạ nhỏ nhỏ thôi anh. Giờ không có tạ. Giờ cho đúng tay rồi. Em hơi đau em hít đất không được anh ơi. Không có đất luôn. Không có đất nữa, đất gì? Tạ luôn. Em đụng anh, em đụng anh. Em đụng anh. Ẩm liền, uống liền. Đúng đi. Thử qua ẩm luôn. Bồng liền. Dầu phải bồng tông luôn anh. Ừ. Trời ơi. Nổi không? Thôi mắc. Rồi. Thôi làm hiền anh. Đó thử coi. Gì vậy? Bồng hốt ngang vô, hốt lên. Bế luôn hả chị? Bế nổi không? Vợ anh té em. Má công té nghệ. Trời ơi, thì mình phải làm sao để cái mình hốt mà không té chứ. Con xin phép má, xin phép cô cho được hôn em. Cho được hôn em. Ta kêu bế mà ông qua ông xin hôn luôn là sao? Cho đốt cháy giai đoạn quá vậy. Xin phép hết rồi, hung hỏi em. Chịu anh hung không hỏi người ta cho không kìa. Em cho phép anh hôn được một cái không? Anh hôn ở đâu? Hôn má. Không má hả? Ừ. Không má được. Em thích cô ấy không? Dạ có anh.
Cô gái có thích chàng trai không? Dạ có. Vậy thì 1, 2, 3 hết thời gian. Yeah! Chúc mừng. Nắm tay nhau đi nào. Hình như là hai đứa này nó gặp đâu rồi đó. Đúng rồi. Hạnh, em có nói gì với bác trai bên đây không? Bác trai ơi, cho con được từ hôm nay được quen biết với bạn. Ồ, em quên hỏi anh tên gì rồi. Anh Toàn. Anh tên Toàn. Toàn. Anh tên Toàn. À, để được làm quen, nếu được thì hai con sẽ tiến tới hôn nhân cùng anh ấy. Thường thường thì anh cứ cầm nước cống bình thường. Anh đừng dặn gì hết á, không sao hết á. Tại vì anh kêu bật loa thôi, anh cứ nói bình thường để nó khui vô trong máy rồi. Em chào chương trình, em tên là Nguyễn Duy Khánh. Em sinh năm 1993, quê quán em ở Quảng Bình. Em vào lập nghiệp ở Sài Gòn. Lập nghiệp ở Sài Gòn bao lâu rồi anh? Dạ hơn 10 năm rồi chị. Công việc cụ thể của em đang làm? Công việc cụ thể em là em làm bên nhà hàng Hưng Phụ. Kỹ thuật của em làm ở bên kỹ thuật điện tử chị. Kỹ thuật điện tử là cụ thể là gì ta? Để bên quái lễ thôi chị. Dạ, bên quái lễ cửa với âm thanh đâu cho cô giúp chú lễ. Dạ, của em thu nhập thẳng hơn 6 triệu chị. Rồi đủ trang trải trong ngày không? Dạ đủ chị. Từ hơn 6 triệu là thuê nhà ở với mọi người hả? Không, em ở gia đình. Nhà em ở đây hả? Dạ không, em vào đêm thuê nhà em ở đây. Gia đình em thuê ở đây? Dạ, em ở qua đây. Ừ, bố mẹ em đang làm công việc gì trong ngày? Dạ, mẹ em có quản lý nhà hàng. Ừ. Bố em làm bên xây dựng. Ừ. Anh có điểm mạnh điểm yếu gì? Em điểm điểm mạnh điểm yếu của anh á. À, điểm mạnh của em không thường không rượu chè, không bia, không thuốc lá, không cà phê. Nói chung không rượu chè, gái hú thuốc lá không? Không, không gái thì có chứ. Gái có như thế nào? Không, gái thì chưa tìm được mũi, chưa tìm được người phù hợp. Em bây giờ chưa yêu ai. Là không có mấy cái thứ như là thuốc lá, rượu chè? Không. Cà phê? Không. Dạ. Thế còn điểm yếu? Điểm yếu thì hay ngủ nướng. Hay ngủ nướng? À. Có cái câu chuyện gì về cái việc ngủ nướng không? Nó gây ra tác hại anh không? Không, do mình làm về quá mệt cho nên mình ngủ nướng tí. Do công việc của mình nhiều quá nên nó mệt. Còn cái gì mà coi như là sở đoản của anh không ạ? Dạ không, em chỉ sở trường em thích nấu ăn về thích thích nấu ăn dọn dẹp ra cửa. À, thích nấu các món ăn. Món nào mà nấu giỏi nhất? Em thích món lẩu, một cá. Em thích món lẩu một cá là được. Đã bao giờ nấu cho người mà mình yêu ăn chưa anh? Dạ chưa quá hết. Chưa cơ hội. Dạ, thì nói cho bố mẹ ăn trong gia đình thôi. Vậy là từ xưa giờ anh chưa quen ai? Dạ, chưa yêu ai, chưa quen ai luôn. Vậy anh không có động lòng với cô gái nào sao? Hay là không có để ý ai sao? Giống như mấy nghĩ họ mà họ cứ lầm lơ với anh thì tới giờ luôn. Ừ. Dạ. Để ý bao nhiêu cô rồi? Thì trong công ty thì để thật qua thôi, chứ một hai cô thì qua thôi chứ. Ừ. Chưa sâu nặng với ai. Nhưng mà khi mà anh để ý mỗi người, anh thích mỗi người. Dạ. Thì anh sẽ có, anh để ý xong anh sẽ làm gì, bước tiếp theo anh sẽ làm gì? Thì nếu mà được lâu thì cũng mời ta đi uống nước, đồ, đi tỏ tình mà cũng được. Bao nhiêu lần tỏ tình thất bại rồi? 2 lần. Anh kể về 2 cái lần tỏ tình thất bại. Thì mình thích một người đó mà người đó là chỉ kể nghĩa anh em thôi chứ không có yêu đương. Anh tỏ tình theo kiểu gì? Thì mình, bây giờ mình hãy mời tại lên đồ, mời mày để đi uống nước này, tức này ta tới chỗ ấy. Hãy rủ ta đi chơi, tao chịu. Rồi cái lần sau thì cái người kia đầu thì bảo là anh em, cái người sau là sao? Người sau cũng vậy luôn. Anh em luôn. Anh em cũng anh em. Rồi rủ đi uống nước ấy, người ta kêu làm anh em hết, sao kỳ vậy? Thế rủ đi uống cái khác đi. Ừ, đi xem phim, đi này kia, đi nhậu đó. Nhậu được kìa quá. Nhậu được.
không nhậu được. À, từ trước giờ đâu nhậu đâu. Dạ. Dạ. Thế cứ rủ đi uống nước thôi à? À, được cái đi ăn uống thôi mà không chịu. Ngay từ đầu là người ta không chịu. Ngay từ đầu họ có nhiều rồi chứ. Anh nghĩ là bản thân mình có một cái điểm gì mà tại sao người ta không chịu như thế? Chả họ trẻ mình người ổn hay là để họ chịu ngoại hình của mình. Chắc không họ chịu ngoại hình của mình ổn. Tại do ngủ nướng nhiều quá nên ngoại hình ốm đúng không? Không có, thì kiểu thứ bảy chủ nhật công việc nhiều quá nên ngủ tí rồi. Tại nhà thứ bảy chủ nhật đã cưỡi nhiều lắm. Đa số mùa này là mùa cưỡi nhiều này. Nói chung là chưa yêu ai cả, kinh nghiệm tình trường chưa có gì hết luôn. Chưa có gì hết. Này ạ. Này mới gọi là ế bình vững này, chứ như ông kia mà mới có ế một năm mà gọi là ế bình vững gì. Nhưng mà xung quanh anh không có ai giới thiệu hả? Mẹ anh làm nhà hàng, quản lý này kia cũng không có giới thiệu cho anh à? Dạ, cũng có giới thiệu mà họ không chịu. Họ cứ làm lỡ. Nhưng mà tình cảm anh cứ làm lỡ, nó đi. Rồi, về mẫu người yêu thì anh thích mẫu người như thế nào? Ngoại hình ra làm sao? Dạ, bình thường thì chị. Bình thường có hiểu gì về bố mẹ rồi. Bình thường với anh nó khác bình thường với em với mọi người ở đây nè. Nên cái gì mình có một cái mẫu người chi tiết cụ thể thì tụi em sẽ tìm dễ hơn cho anh ha. Ví dụ như cao bao nhiêu? Dạ cao rồi. Hơn 1m50 chị. Đấy, bây giờ em ví dụ nha, cao bao nhiêu nè. Rồi cái gì mà anh thích ở người phụ nữ đó thì anh cứ liệt kê ra cho tụi em nè. Dạ cao 1m50, ngoài hình dễ nhìn được rồi. Dễ nhìn là như thế nào anh? Dạ. Đưa vào mà có đừng anh người đừng nhuộm tóc, đừng móng tay, móng chân. Không nhuộm tóc, không sơn móng tay. À. Người giản dị. Sơn này được không? Dạ được. Nhuộm cái này được không? Vâng. Nhuộm này không được hả? Nhuộm chèm không được luôn. Không. Nhưng mà trời ơi. Nhuộm này được không? Nhuộm chèm mà không được thôi luôn á. Được. Được. Có hình xăm được không? Có thể xăm được không? Xăm đừng để cho này ta thấy. Ôi chứ để ta trên tay này không thấy sao. Thấy luôn này được không? Đó, xăm nhỏ nhỏ đừng đỡ sợ bố mẹ. Đó xăm như chị đó được không? Được không? Dạ nói chung thì cũng bình thường thôi chứ gạt quá. Tóc dài hay tóc ngắn? Hát cho tặng các chị bài Quảng Bình quê ta ơi coi nào. Dạ em hát được. Hát không được hả? Trời bài Tủ quê hương mà lại không hát được hả? Em vô đây vậy em đâu ít hát đó. Trời, làm âm thanh không biết hát là sao trời. Đó không biết hát lên á. Rồi, còn gì nữa không? Dạ vậy đi. Rồi, vậy bởi vì sao mà anh tìm được người yêu? Em hỏi thật luôn á. Mình cũng phải mạnh dạn, mình cũng phải nói chuyện, mình cũng phải chia sẻ. Ví dụ anh chia sẻ tụi em thì tụi em mới biết mẫu người của anh như thế nào để tụi em còn hả đi tìm cho anh cho nó dễ. Còn này là anh để cho tụi em hỏi anh xong rồi anh chia sẻ là ừ bình thường. Thì ví dụ như ngoài đường quá trời giá cô gái bình thường không sao không quen mà phải là đến chương trình. Đúng không? Dạ. Thì mình phải tự tin, mình phải như thế nào chứ. Như vậy là anh không được lên sân khấu hay không? Cái này tụi em nói thật. Bên em hỏi được cái động lực nào mà để anh đăng ký tham gia chương trình? Dạ mẹ bảo lên chương trình đăng ký thử. Được rồi, em đăng ký một lần không được. Chương trình không gọi. Em đăng ký lên lần 2. Nhưng mà bản thân anh có muốn tìm cái một nửa chưa? Dạ rồi muốn đấy. Dạ em muốn lâu đi. Được rồi, em được rồi, em đăng ký cách đây một năm rồi. Em lên đây mà cùng phòng bản đồ mà không thấy chương trình gọi lại. Tại vì anh cũng như vậy nè, sao chương trình nhắn gọi lại. Tại vì ví dụ như khi lên sân khấu mình cũng phải tự tin, mình cũng phải nói chuyện giọng dạng để cô gái bên kia họ nghe. Họ biết là mình cũng có ý chinh phục này kia, cũng giao tiếp luôn đấy. Thì họ mới ấy chứ, mình phải rút kinh nghiệm lại. Dạ dạ, cái này đem kinh nghiệm lại. Đem nói nhiều hơn. Tuổi tác của mấy người đàn gái mà anh mong muốn như thế nào? Dạ, một chị trên 6 anh. Cái tuổi đó là? Dạ. Mình cho một cái khoảng đi thì... Đi khoảng đi, khoảng đi ở đây. Ngon 196 đến 2 ngàn. 196 đến 2 ngàn. Ví dụ như bằng tuổi anh luôn được không? Dạ cũng được, bằng tuổi có tốt nữa. Khoảng nào ấy chứ? Vậy là khoảng nào? Khoảng nào? Bây giờ cho khoảng... Còn ngày lên từ 193 đến 2 ngàn. Đến 2 ngàn đúng không? Dạ đúng rồi, đến 2 ngàn, 193 đến 2 ngàn là ok. Có vùng miền thì sao?
Dạ, cung đang đeo lưng cung nó miền Tây, miền Tây em thích. Không thích miền Tây? Dạ, dạ, lúc nãy em thích miền Tây. Thích miền Tây. Nó vô cung nào cũng được. Em có mấy anh chị em trong nhà Thắng? Dạ, em có mà ba chị em, hai chị em lấy chồng đây con mình em. Ba chị gái lấy chồng rồi, dạ. Hết trong đây luôn. Không, một chị lấy chồng ở ngoài Hà Nội, cũng chị lấy chồng ở trong đây. Vậy là anh là con Út trong nhà? Dạ, em Út. Rồi, ok. Còn hỏi gì đâu em? Dạ, bây giờ ấy là cái mức thu nhập của anh là 6 triệu một tháng á. Dạ. Thì anh đã chuẩn bị sẵn sàng như thế nào để mà cho nếu mà tìm được bạn gái thì sẽ tiến tới hôn nhân ấy, thì anh chuẩn bị như thế nào? Dạ, em cũng chuẩn bị được nửa rồi. Được nửa là nhiêu anh? Được, tại em về em mới xây nhà đâu xong rồi, cũng được có một mấy trăm rồi. Tại mình mới xây nhà ở quê xong. Là bây giờ em chuẩn bị được bao nhiêu để cưới vợ nè, mấy năm nè? Được 200 rồi. 200 triệu. Thì cái dự định tương lai cho mình là về quê à? Dạ, về quê, về lập nghiệp ở quê. À, là dự định về quê lập nghiệp hả? Dạ, là xây nhà ngoài Quảng Bình hả? À, dạ, sau này mình về quê lập nghiệp. Sau này là về già, về hưởng thụ hả? Không, còn trong bạn gái, bạn có chịu muốn về giờ thì về, thì vào vài năm nữa về. Dạ. Nhưng mà ý của em á, dạ. Em là định về quê em ở đây. Dạ, em trước mặt em ở đây đã. Ừ. Một thời gian nữa em về lập nghiệp ở quê. Ừ, về lập nghiệp ở quê thì em làm gì ở quê? Dạ, về em mở tiệm sửa xe, về là chuyên về học thành. Anh sáng đám cưới. Dạ. Em có nghề cho trả sửa xe. Hiện tại cũng đang sửa xe luôn hả? Dạ, bạn là cho hai nghề. À, tức là thứ bảy nhật thì nhiều tiệc tùng thì đi làm nhà hàng. À. Còn bình thường là ít việc thì là ở nhà sửa xe. Dạ, đúng rồi. Là sửa cho người ta hay sửa cho mình? Dạ, sửa cho ông anh. Ông anh hả? À. Vậy là tổng thu nhập một tháng còn bao nhiêu? Còn là cái sửa xe ngoài thì mình tính hàng cả tháng ngày lâu lâu thì mới đi làm thôi. Ừ, nhưng mà ý là ví dụ như cả hai nghề với một tháng em thu nhập được khoảng bao nhiêu? Dạ, ngoài thì một tháng em có tiền bạc 2 triệu. 2 triệu à? Với dạ. Lại 6 triệu ở kia nữa là khoảng 8 triệu một tháng. Dạ. Ừ. Còn dạ. Tiền nhà cửa là mẹ lo. Người kia cũng phải phụ mẹ đâu, người kia. Phụ mẹ hả? Dạ. À. Dạ, cũng phải phụ mẹ thôi. Phụ mẹ nữa hả? Quán phần anh Phúc nào? Em ở ngay bố trai chị, ngay đâu đâu cũng nhà đi ra. Ừ, huyện bố chặt à? Dạ, bố trai. Gần vọng Phong Nha kẻ bán hả? Dạ, Phong Nha thế mà, đưa ngay biển đưa kìa. Rồi. Về du lịch có khi lại giàu. Đúng ở Ngoài Ninh thì đang phát triển là đến sân bay quốc tế gì. Ừ. Dạ, rồi có tiết kiệm gì để lấy vợ chưa? Ngoài cái đất xây nhà ở Quảng Bình ra thì tiền bạc mình có tiết kiệm được nhiều chưa? Dạ chưa chị, mình đang ít. Vẫn đang ít hả? Dạ. Từ khoảng bao nhiêu rồi? Trong tổng 200 chị. À, 200 mà có đất có nhà rồi mà tiết kiệm được 200 là cũng ok rồi. Nhà em ngoài bố mẹ cho đất đã ngoài mới làm nhà đâu xong. Em làm xong chưa? Dạ xong rồi. Là tiền của em luôn hả? Dạ nhà cấp 4 rồi. Dạ xong rồi. Thì cấp 4 thì dạ, nhà xong rồi. Nhà được rồi. Dạ. Ôi thế nào một tháng có 8-9 triệu mà tiết kiệm còn đấy xây nhà là ngon rồi. Vậy là tiết kiệm dữ lắm đấy đúng không? Dạ em đâu ăn uống chơi bời đâu em. Làm không ăn uống chơi bời gì? Dạ em xong em về nhà. Từ sau này bạn có bạn gái thì có ra ra người phóng khoáng các bạn dạ, gái có không? Có bạn gái thì đáp ứng như bạn đầy đủ chứ. Ừ, ngon cho bạn đầy đủ thôi. Dạ. Ừ. Ok. Để bạn thiệt thôi, tôi bạn. Em là cao 1m56 hả? Dạ. Ờ, nặng 48kg, hơi nhỏ con ha. Rồi, ok, cảm ơn Khánh nha. Có gì chương trình sẽ liên hệ với em, nhưng mà phải tự tin lên nha. Ừ. Về để mình tập nói nha. Không phải là tập nói mà, ví dụ như bản thân mình phải thoải mái, mình phải tự tin lên, hiểu chưa? Ừ. Ok, cảm ơn em. Bye em.